Cuộc sống khởi đầu từ những ước mơ, khao khát vì tương lai tươi sáng. 20 năm hành trình không ngơi nghỉ để ước mơ biến thành hiện thực. Chấp cánh cho thế hệ mai sau vươn mình ra tầm châu lục. Tha cô vững tiến vươn xa. Chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017. Bây giờ là 19 giờ.